Phiên sáng ngày hôm nay nhà em Thúy hàng lại về ngập nhà đấy các bác nhá. Đây, rồi đây. La liệt đây, hàng em chưa dỡ ra nhá. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0981550768 nhá. Này, em quay lướt qua một số cái mặt hàng thì tí nữa em mới giới thiệu vào chi tiết này. Và tất cả những cái mặt hàng em giới thiệu trên video, em sẽ nói rõ giá này và mặt hàng quay thực tế tại vườn nhà em nha các bác nhá. Cho nên là hàng em quay như thế nào em sẽ gửi đi cho các bác như vậy. Các bác mua cho nên là rất là yên tâm luôn. Chứ em không phải là em quay ở chỗ nào để em về em bán cho các bác đâu nhá. Đấy. Rất chi là bao la bát ngát luôn này. Đầu tiên em sẽ vẫn là cái mặt hàng truyền thống là đai châu chậu, hàng Thái nhiều màu. Em sẽ lên em xả nhá. Xả em tính theo combo và em bao ship nhá các bác nhá. Đấy. Đây. Sau đây em sẽ đi dỡ hàng và em giới thiệu từng mặt hàng một, chia sẻ đến các bác nhá. Ngoài ra là đai châu to, đai châu bé nhà em còn rất nhiều nhá. Các bác cứ xem hết cái video này đến video khác nhá. Tại vì là nhà em một cái video nó sẽ hơi dài em, cho nên em chỉ làm một cái video ngắn ngắn một thôi. Còn em giới thiệu, em làm nhiều video, giới thiệu nhiều mặt hàng. Đấy, một ngày em lên mấy video. Nhiều lắm các bác ạ, bao la bát ngát luôn. Sau đây em sẽ vào em giới thiệu chi tiết nhá. Đây là một số cái mã châu Thái. Cái hàng này hàng thuần nhá. Em sẽ xếp và em chia mã, em chia sẻ với các bác. Và cái hàng này nó không đẹp 100% đâu các bác nhá. Nó chỉ được 95% thôi. Thi thoảng nó sẽ bị một cái xước như thế nào nhỉ? Để nó xước xước như thế này này. Hoặc là nó bị như thế này. Tí thi thoảng ấy nhá. Hoặc là cắt đầu lá. Đây. Đây, hoặc bị như này. Và thi thoảng nó sẽ bị bỏ lá chân. Và cái hàng này tất cả là hàng đều có cúng hoa cũ hết rồi nha các bác nhá. Đấy. Em sẽ lên đủ màu cho các bác. Châu Thái này nó có rất là nhiều màu. Đây em cho các bác xem bảng màu đây. Màu coki, rồi màu cam lửa, rồi màu hồng cánh sen, đỏ sợ, hồng sắc pháo, rồi màu màu cá vàng, màu ngọc trai đen, vân vân, rất là nhiều màu nha các bác nhá. Và cái hàng này em cũng lại nói lại một lần nữa với các bác rằng là khi em đóng hàng em gửi đi xa em sẽ cắt nước thì cho nên là cây nó sẽ hơi khô. Các bác về các bác để ra cho em ngoài mấy tiếng để các bác tưới nhẹ vào nước nhá. Sang đến ngày hôm sau, nhà bác nào mà có B1 hoặc là dưỡng chất gì đấy thì các bác sẽ phun cho em. Sau đấy các bác treo lên. Và cái hàng này hàng thuần chậu, bác nào mà mình để nguyên như thế này mình treo thì nói em sẽ gửi thêm móc, mà không thì các bác ghép về thì thôi nhá. Đấy. Giá cực kỳ là yêu thương luôn. Những cái hàng này các bác mua chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Tết ít nhất là một chậu nó sẽ ra hai vòi hoa. Đấy là em nói ít nhất nhá. Chứ còn không là nó cứ ra hai ba vòi. Đây các bác nhìn thấy cuống hoa cũ đây. 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 Đấy. Này. Đây. Đây này. Cuống hoa cũ đấy. Rất là nhiều cuống hoa cũ và sẽ bắt đầu nó đang nảy mầm nó lên rồi, nó đang lên đây này, đấy. Em sẽ đánh mã từ H8 trở đi. H8 này gồm có 5 chậu, 290.000 em bao ship nhá. Đấy. Và các bác nào mà có điều kiện mình sẽ mua phân bón thì tí nữa tiếp theo video em sẽ giới thiệu phân bón về mình bón cho nó thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. Cây này em cho xem các bác xem tang cây, cây này em cực kỳ cứng cáp nhá. Cực kỳ cứng cáp chứ không phải cây ong hào ong nghẹo đâu nhá. Mã H8 này, mã H9 gồm có 6 cây. 290.000. Đấy em cho các bác xem này. Đấy. Và em nói không với hàng thối nhá. Mã H10 5 chậu. 290.000. Đấy. Đấy, em lướt cho các bác xem nhá. Mã H11 gồm có 6 chậu 290.000. Chậu to thì nó được ít mà bé thì nó sẽ được nhiều. Và lỗi thì nếu mà nó sẽ hơi lỗi, như có mã nó đẹp hơn thì nó sẽ ít cây. Mã nó hơi xấu hơn thì nó sẽ nhiều cây nhá. Mã H12 5 chậu 290.000. 5 chậu là 5 chậu to của em nhá. Đấy. Tiếp đến là
Mã H13. H13 gồm có 7 chậu 290.000 này. Bác xem, các bác xem 7 chậu này ít nhất là nó sẽ ra 10 vòi hoa. Đấy, em nói là ít nhất. Trường hợp là xấu nhất ấy. Đấy. Và mã H14. Mã H14 gồm có đôi 4 6 8 chậu nhá. 290.000. Đấy. Đây các bác nhìn xem này. Có yêu thương không? Em quay lại một loạt cho các bác xem đấy. Rất là yêu thương luôn. Hàng thuần này, những cái hàng này bán tầm 160-170 một chậu nhá. Mà hôm nay em chia sẻ em thanh lý này. Lá thì cực kỳ cứng cáp chứ không phải ong nghẹo hoặc là thối tre thì chết đâu nhá các bác nhá. Sau đây em sẽ tiếp tục. Tiếp theo video em lên một số cái mặt hàng thuần đang có tại vườn nhà em. Hoàng hậu xanh nhà em lại cập bến nhá các bác nhá. Nữ hoàng của các loài hoa này. Các bác ơi, chậu siêu to khổng lồ này. Chị bê một chậu nữa lên cho các bác xem. Đây này. Ôi, chậu này có nụ rồi này. Đấy, chị bê hai tay hai chậu cho em. Siêu to khổng lồ nhá. Hoàng hậu xanh này hoa ra cực bền bền. Khi mà bắt đầu nó nở hoa rồi, các bác có thể chơi tầm 2 tháng. Còn từ lúc nhú nụ cho đến lúc nở hoa tàn này, các bác phải chơi tầm 4-5 tháng nha các bác nhá. Siêu to khổng lồ này. Đây này, các bác nhìn một cái chậu nhà em thân toàn củ to nhá. Thân to vật vã luôn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Trên mỗi một bông hoa này, mỗi một cần hoa này nó ra phải hàng trăm bông hoa nhỏ li ti nha các bác nhá. Đấy. Em cho các bác xem cận cảnh này. Em nói là nhỏ li ti chứ không phải là nhỏ so với cái cành hoa thôi. Đấy, chứ không phải là nhỏ bé li ti đâu. Hoa mùi hương thì cực kỳ là thơm nhá. Nhưng các bác nào mua nhà em đợt trước rồi đấy, về giờ chắc là đang có nụ hoa rồi. Cái hàng này thì em sẽ đảm bảo cho các bác đợt tới này là có nụ có hoa nhá. Các bác nào mua nhà em đợt trước thì biết rồi đấy, em không nói sai một chút nào luôn. Này, về nhà nuôi nhà bác này, bây giờ hoa bắt đầu nó mới bắt đầu nó vào mùa nhá. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu trở lên em sẽ miễn phí ship và em đi đơn từ 2 chậu. Trong trường hợp các bác mua 1 chậu ghép đơn, em vẫn gửi hàng nhá các bác nhá. Để các bác nhìn này, củ nó to sướng chưa này, nhìn nó đã mắt luôn nhá. Siêu to khổng lồ luôn. Đấy. Này, em đang dỡ hàng ra đây này. Em giới thiệu tiếp đến các bác một mặt hàng nữa, đó là trầm cổ nhá. Hàng trầm cổ này, hoa tết này. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa siêu thơm luôn các bác nhá. Nhà nào bác nào mà tết đến mà treo được một chậu như này thì thơm cực kỳ luôn. Thơm hát hết mùi thịt mỡ dưa hành đi. Và cái hoa này nó sẽ ra chuẩn tết nhá các bác nhá. Đấy. Cái hàng này thì cực kỳ là dễ chăm sóc. Em trồng hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. 7 đến 10 ngày các bác tưới cho em một cái phân dưỡng chất một lần. Đấy. Tầm từ tháng 11 trở đi thì các bác ngắt nước. Các bác ngắt nước có nghĩa là mình không tưới vào phần lá nữa, mình sẽ tưới vào phần gốc này. Đấy, để cho cây nó, vì sao vậy? Vì thì lúc ấy nó cây nó mới ra hoa. Và các bác mà cứ tưới vào phần thân ấy thì nó sẽ ra kỳ, nó không ra hoa đâu nhá các bác nhá. Đấy, siêu đẹp luôn. Bao lao bát ngát luôn cho các bác lựa chọn nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Và hàng này em sẽ chia sẻ đến các bác giá là 120.000 một chậu. Trên một chậu nó sẽ có trung bình 4 thân trở lên. Và chiều cao bây giờ nó sẽ trung bình là từ 20 đổ lên nhá. Cây này nó sẽ đạt chiều cao tầm từ 1m đến 1,5m khi các bác chăm sóc. Tốt nha các bác nhá. Em bán cho các bác giá 120.000 một chậu và em đi đơn từ 2 chậu trở lên. Trong trường hợp các bác mua 3 chậu như thế này, em sẽ để cho các bác giá 350.000 và em miễn phí ship nhá. Đây các bác ơi, bao là bát ngát luôn cho các bác nhá. Đẹp lắm. Phải gọi là thân lù béo ngậy luôn. Hết nước chấm luôn. Gọi là đẹp chắc 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 luôn, cực kỳ luôn. Đây nắng này, thân nù luôn nha các bác nhá. Nắng này nó đang rọi vào đâm ra quay nó không rõ lắm. Đấy, đáng yêu lắm cơ các bác ạ. À.
Em có một ít cái dòng giả hạc Đài Loan nhá. Hàng này hàng giống Đài Loan chuẩn nhá. Đó là giả hạc hoa hồng đỏ. Nói đến cái dòng giả hạc hoa hồng đỏ thì các bác biết rồi đấy, siêu thơm và hoa là siêu đẹp. Em cho các bác xem mặt hoa này. Thơm lắm. Đây này, chùm hoa là của nó rất là dài luôn các bác nhá. Đấy, giả hạc hoa hồng đỏ. Hàng này thì em trồng thuần trong chậu rồi, về các bác chỉ việc trêu chơi thôi. Và cái hàng này này, ngọn nó nhỏ nhỏ xinh xinh chứ không có nhọn tờ ngọn to đâu nhá. Tránh trường hợp hôm nọ em bán một lô hàng duy nhất có một bác. Bác bảo là cái giả hạc hoa hồng đỏ thân nó to cơ mà. Mà trước khi em gửi hàng cho bác là em có chụp ảnh đấy, mà về bác ấy vẫn bị bom hàng đều. Đây là bác ấy không biết nhá. Đây thì em nói lại một lần nữa là ngọn nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. 7 đến 10 ngày các bác phứa tưới cho em cái phân dưỡng chất một lần. Còn hàng ngày các bác vẫn tưới nước đều cho em. Tầm đến tháng 10 dương là các bác làm cho các em cái cắt nước, có nghĩa là các bác không tưới vào thân lá nữa, mà các tưới bác chỉ tưới vào giá thể thôi nhá. Tưới vào thân lá khi mà lúc đấy là cây nó đã phát triển, nó đạt đủ độ dài rồi, nó sẽ rụng lá rồi nó ra hoa. Các bác tưới vào cái ngọn cây ấy là nó sẽ không ra hoa mà nó sẽ ra kỳ nhá. Đấy, hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Một chậu của nó rất là nhiều thân. Và em ba, các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship. Và em đi đơn từ 2 chậu nhá. Trong trường hợp các bác ghép đơn em mới đi 1 chậu nhá. Đấy, hoa siêu thơm luôn, giả hạc hoa hồng đỏ nhá. Em có một ít cái dòng giả hạc Đài Loan nha các bác nhá. Giả hạc này nó tên là cây là giả hạc hoa hồng đỏ nha các bác nhá. Hoa là siêu đẹp luôn. Này, em cho các bác xem mặt hoa nhá. Siêu đẹp luôn nhá. Siêu đẹp, nói đến dòng hoa hồng đỏ thì gọi là siêu thơm luôn các bác nhìn này. Cái chùm hoa của nó dài chưa? Đây cận cảnh bông hoa của nó nhá. Giả hạc hoa hồng đỏ này. Và cái dòng này các bác ơi, cái dòng này thân nó không mập đâu nhá. Thân nó nhỏ nhỏ đấy nhá, không như lần trước nhà em bán đấy. Một số bác bom hàng em kêu là thân này nó to nhưng mà thân này nó nhỏ xinh nhá. Em nói lại một lần nữa. Và cái dòng này cây này này em trồng tuần ở trong chậu rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. 7 đến 10 ngày các bác cho hàng cho em cái phân dưỡng chất một lần. Và hàng ngày các bác vẫn tưới đều đều nhá. Tầm tháng 10 dương là các bác cắt nước cho em thì hoa nó sẽ ra chuẩn Tết. Và khi các bác cắt nước thì các bác tránh tưới vào cây thân lá cho em nhá. Để dùng khi mà nó ra hoa nó sẽ rụng hết lá nó mới ra hoa nhá. Các bác tưới vào thân ấy là nó sẽ ra kỳ, nó không ra hoa sai đâu. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn, 120.000 một chậu. Và 3 chậu em miễn ship nhá. Đấy, trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì em mới ship một chậu. Còn 130.000 một chậu. Một chậu của nó rất là nhiều thân luôn, thân cực kỳ là cứng cáp luôn. Đấy, 130.000 một chậu, 120.000 một chậu. Em giới thiệu tiếp các bác một dòng nữa, đó là vôi tím Myanmar nhá, hay còn gọi là vôi Myanmar. Hàng này là nguồn gốc xuất xứ là hàng rừng, của rừng Myanmar nha các bác nhá. Đây này, hàng này tình trạng là hết hoa rồi, bây giờ nó đang lên mầm non nha các bác nhá. Đấy, mầm non đang lên chi chít này, thân già, những cái thân này thân năm ngoái ra rồi nhá. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa cực kỳ là đẹp nhá, và hoa rất là thơm nha các bác nhá. Đấy, cái hàng này thì em cũng nói luôn là nếu mà các bác biết cách chăm sóc thì mình sẽ chơi được hoa Tết. Tầm tháng 10 dương các bác ngắt nước đi, không tưới vào thân và lá nữa, mình chỉ tưới vào giá thể thôi thì nó sẽ ra hoa Tết nhá. Như nhà em 2-3 năm vừa rồi là em được chơi hoa Tết đấy. Đấy, hoa thì thơm cực kỳ luôn. Các bác mà tưới, lúc ấy các bác mà tưới vào thân và lá là hoa nó sẽ ra ít hoa là nên chỉ ra kỳ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ không ra hoa đúng Tết như theo ý mình đâu nhá. Đấy, và 7 ngày đến 10 ngày các bác vẫn cho nó em ăn, em nó ăn dinh dưỡng cây, ăn dinh dưỡng một lần. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một bảng. Và em đi từ đơn từ 2 bảng trở lên. Trong trường hợp các bác mua 3 bảng em sẽ miễn phí ship nhá. Đây, các bác lên mua 2 bảng về mình ốp vào nhau như thế này, lúc nó ra hoa nó sẽ ra một suối hoa luôn nhá. Và tình trạng là hàng này hàng mầm, giờ nó đang lên mầm non nhá. Khi cây nó, cây này các bác mà nuôi tốt nó sẽ chiều cao, nó sẽ đạt dài độ khoảng 7-80, thậm chí là 1 mét nhá. Đây này, thân mẹ của nó đây này. Đấy,
bao la bát ngát luôn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đẹp lắm. Em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nữa là đai châu Thái nhá. Đai châu Thái, hàng này nó chỉ có hai mặt hoa thôi. Một mặt hoa là trắng lưỡi đỏ và một mặt hoa là trắng lưỡi tím nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đây là mặt hoa trắng lưỡi tím nhá. Trắng ở đây là 5 cánh trắng nhá các bác nhá. Đấy, chứ không phải là nó đốm đốm đâu. 5 cánh trắng lưỡi đỏ và 5 cánh trắng lưỡi tím nhá. Đấy, tha hồ nhá, mênh mông cho các bác lựa chọn. Hàng này em sẽ giới thiệu, chia sẻ với các bác giá là 250.000 một chậu như thế này. Đây là mặt hoa là trắng lưỡi đỏ nhá. 250.000 một chậu này. Nó trung bình nó có từ đôi 4, 5 cặp lá trở lên nhá. Hàng lá mít nhá. Và đây là 5 cánh trắng lưỡi tím đây. Đấy. Em để đồng giá cho các bác là 250.000 một chậu. Hàng này nó hoa nó chỉ ra 1 năm một lần thôi. Hoa nó ra vào chuẩn Tết nha các bác nhá. Mênh mông cho các bác lựa chọn này. Giá siêu yêu thương luôn. Các bác mua 2 chậu trở lên em sẽ bao ship nhá. Đấy. Mênh mông luôn. Hàng lá mít, lá xếp mít nhá các bác nhá. Đấy. Mít mịn mịt luôn này. Và đây là một cái dòng giả hạc Đài Loan, một dòng hoa rất là nổi tiếng. Giả hạc Asa lưỡi viền nhá các bác nhá. Rồi ôi, mặt hoa bao phê bao đẹp luôn cho các bác. Này các bác nhìn này. Đấy. Dòng hoa này cực kỳ là nổi tiếng và hương thơm cực kỳ là quyến rũ luôn. Hàng này hàng Đài Loan cho nên là chuẩn giống, các bác cứ yên tâm luôn. Hoa vừa thơm vừa đẹp này. Một chậu của nó trung bình nó có từ 4-5 ngọn trở lên. Hàng này hàng hết hoa rồi, em đang bán mầm non nhá. Nó sẽ có nhiều hơn, nhưng mà thí dụ như là chậu nào mà ngọn to dài mập thì nó sẽ ít thân. Chậu nào ngọn nhỏ thì sẽ xéo nhiều thân. Em chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Và em đi đơn từ 3 chậu trở lên là 390.000 em bao ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn một chậu cùng vào mấy cái đơn khác thì em mới đi một chậu nhá. Còn em đi từ 3 chậu, ví dụ 3 chậu như thế này, em sẽ chia sẻ với các bác giá là 390.000 em bao ship nhá. Đấy, hàng này đang tơ tít chưa? Mầm non đang lên nhá, tua tủa. Và cái hàng thân thòng này em cũng lưu ý với các bác một điều là khi em đóng nửa đi xa em bịt như thế này, các bác cứ cẩn về các bác dỡ ra cẩn thận cho em nhá. Đấy, hàng bao đẹp bao phê luôn. Một dòng hoa cực kỳ nổi tiếng luôn. Asa lưỡi viền nha các bác nhá. Và đây là cái lô nhạn VIP nhà em vừa cập bến nha các bác nhá. Trời ơi đẹp lắm. Hàng trồng thuần rồi ở trên bảng gỗ nha các bác nhá. Đây em cho các bác xem mặt hoa thực tế đây. Hoa nở tại nhà vườn nhà em đây. Đây. Thơm lắm. Đứng đây mà rứt hết cả mũi luôn các bác ạ. Đây này. Đấy. Thơm cực kỳ luôn. Em cho các bác xem mặt hoa thực tế đi nhá. Ở bên ngoài màu hoa nó còn đậm hơn nhá. Đây này, cái bông này chưa nở hết đây này này. Đấy. Đây và em cho các bác xem cây thực tế đây nhá. Một bảng. Cái này trồng thuần ở trên bảng gỗ rồi. Một bảng nó trung bình nó có 2 cây. Hàng lá xếp mít nhá. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 200.000 một bảng. Và em đi đơn từ 2 bảng trở lên. Khi các bác mua 3 bảng thì em sẽ miễn phí ship nhá các bác nhá. Đấy. Cái hàng này thì cực kỳ là dễ chăm bón. Và hoa nó nở rải rác từ bây giờ cho đến tháng 10. Thậm chí là đến tháng 12 dương lịch nhá các bác nhá. Hàng này là hàng nhạn Thái chứ không phải là hàng nhạn rừng nhá các bác nhá. Cho nên là hoa nó không cố định vào tháng mấy. Đấy. Đẹp mướt mát luôn. Này có cái móc treo sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Và 7 đến 10 ngày các bác tưới cho em cái cho nó dưỡng ăn dưỡng chất một lần nhá. Nó như người ấy, mình phải ăn tôm ăn thịt ăn cá nó đủ chất nó mới, cây nó mới phát triển được. Đấy, bộ rễ đáng yêu chưa? Này các bác nhìn này. Bao la bát ngát luôn nhá. Siêu thơm luôn đấy, phải nói là siêu thơm luôn đấy. Thơm cực kỳ là thơm luôn. Các bác nào mà đứng ở gần đây đến đây nhà em mà xem này.
thơm rứt hết hết cả mũi luôn. Ừ, gọi là nào, cái khuôn cái cánh bông nó rất là tròn luôn nhá. Đấy, tròn này. Đấy. 200.000 một bảng có 2 cây nha các bác nhá. Hải yến lá xếp của nhà em đang có nụ nha các bác nhá. Này em cho các bác xem này. Cây giờ đang sưng nụ này. Đây này, đấy. Hầu như là cây nào cũng có đang có nụ nhá. Cây này đang sưng hai nụ này. Trung bình một chậu của nó có từ 2 cây trở lên nhá. Đấy. Và cái dòng cây này là dòng cây bé bé xinh xinh nha các bác nhá. Các bác nhìn tay em này. Đấy. Chứ không phải to khổng lồ đâu các bác nhá. Đấy, lá xếp này. Nói về cái dòng hoa hải yến thì hoa siêu thơm luôn. Thơm cho gọi là một cái bông hoa nó ra mà thơm cực kỳ là thơm luôn. Như các bác nào mua nhà em năm trước thì các bác biết rồi đấy. Nó sẽ có 3 mặt hoa. Mặt hoa màu xanh này. Đấy. Màu tím này. Và mặt hoa màu hồng nữa nha các bác nhá. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu trở lên. Trong trường hợp các bác mua 3 chậu thì em sẽ miễn phí ship. Đấy. Còn bác nào mà ghép đơn thì một chậu em cũng vẫn gửi nhá. Hàng siêu đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Bộ rễ các bác nhìn cũng thấy đáng yêu nhá. Đây, này, các bác nhìn này. Hàng này hàng dễ gió nhá. Về thì các bác để nguyên như vậy các bác treo cũng được. Hoặc là các bác sang cho em cái chậu mới. Cái giá thể thì mình cho ít giá thể thôi. Cho vài miếng vỏ thông thôi. Vỏ thông to to chứ tại vì cái hàng này là dòng dễ gió nhá. Các bác cho nhiều giá thể vào là nó sẽ thối rễ. Cây nó không phát triển được đâu. Đấy. 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em cái phân bón lá hoặc là cái dinh dưỡng cho cây một lần nhá. Đấy. Siêu đẹp, hoa thơm lắm. Các bác mua về bây giờ mấy nữa các bác được vừa được ngắm hoa này. Các bác vừa được hưởng cái mùi thơm của nó nhá. Em vừa cập bến được một mặt hàng vũ nữ nhá. Siêu thơm luôn. Vũ nữ anh đào nhá các bác nhá. Đây này. Các bác nhìn này. Chậu đáng yêu lắm. Hàng này là tình trạng là có cây có nụ, có cây đang sưng nụ nhá các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đó, em tí. Đây, mặt hoa của vũ nữ anh đào đây. Cái hàng này hoa nó sẽ nở quanh năm nhá. Hết đợt này đến đợt khác. Đây. Đây này em chưa quay cho các bác, cây này đang có nụ này và một số cây sưng nụ nhá. Trong một chậu nó có rất là nhiều giả hành. Đấy. Cái hàng này này về các bác lên sang chậu cho em. Đấy, sang chậu để cho cây đơn nó có chỗ có đất để phát triển nhá. Chậu các bác trồng bằng gì? Bằng sơ dừa và vỏ thông nhá. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu, trong trường hợp các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy. Các bác ơi, cái hàng này này thì nó có cái đặc biệt là rất là nhiều thân. Thế nhưng mà ở trong bên Thái họ trồng một cái chậu nhỏ để cho vận chuyển nó cước nó nhẹ đi. Chứ còn so với cái hàng Lâm Đồng, trồng tại Lâm Đồng thì thân nó nhiều hơn, chỉ kém mỗi cái chậu bé thôi. Đấy. Về các bác sang chậu là nó sẽ hoành tráng, chị cầm cho em cái chậu. Cái chậu này, đây, cái chậu này này. Thì thả một cây vào chậu cho em. Đấy, đấy các bác nhìn này. Nó có khác gì đâu. Đấy, thả nó vào chậu này, nó không khác một tí gì luôn. Đấy, cây nó còn chậu nữa, cây nó còn to hơn, hoành tráng hơn nhá. Đấy. Đấy, em cho các bác xem nhá. Đấy, giá nhà em nhập đó là siêu yêu thương luôn. Cực kỳ là nhiều thân luôn này. Nụ nó đang lên ở trên, đang mọc ở trên lách lá rất là nhiều luôn nhá. Nó mọc ở những cái kẽ này này. Đây này, nụ này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Vũ nữ anh đào nhá. Dòng hoa thơm nổi tiếng luôn. Đây này, các bác nhìn này, nụ này. Đấy. Siêu đáng yêu luôn. Quay cái chỗ này nó hơi bị sấp bóng. Đây là một cái dòng hoa lan sơn thủy tiên nha các bác nhá. Chuẩn sơn thủy tiên cho các bác này. Các bác biết làm sao chuẩn không? Các bác nhìn cái bông hoa này, cái củ này. Củ dài này. Cần hoa rất dài nhá. Nó có một số cây nó đã có hoa béo bói rồi. Mặt hoa thực tế đây các bác nhá. Siêu đáng yêu nên hoa thơm lắm. Môi tuyết này. Các bác nhìn này, tuyết ở trong môi nó như là nhung như này. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa?
tay em bẩn quá, thế vào đây trông nó xấu quá đi. Đấy, môi nhung này. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác này. Có cây nó đang sưng nụ, có cây nó chưa lên, chưa sưng nụ nhá. Em chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu trở lên nhá. Các bác mua 3 chậu thì em bao ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì em sẽ đi một chậu. Đấy, một chậu nó sẽ có rất là nhiều thân. Chuẩn bảo hành sơn thủy tiên cho các bác nhá. Đấy, và cái đặc biệt này có cái sơn thủy tiên này, thi thoảng lá nó có bị chấm chấm nên là hàng rừng nó như vậy nhá. Nó không sao đâu các bác nhá. Đây này, cây nó đang sưng nụ này. Đấy. Một số cây này đã ra nụ rồi, hàng em trồng thuần rồi về. Các bác chỉ việc treo chơi thôi. Bác nào mà chưa có móc thì cứ nói em sẽ gửi tặng móc cho các bác nhá. Đấy. 150.000 một em. 3 em bao ship, và nếu mà các bác đi đơn từ 2 em thì là 300.000 cộng với 30.000 tiền ship nhá. Sơn thủy tiên này, nụ đang sưng lên chi chít luôn. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nữa, đó là nữ hoàng bóng đêm nhá. Này, tình trạng là có cây đang có hoa và có cây đang lên nụ nhá. Để nói tóm lại là em bán hàng không hoa đi, cho nó dễ. Trên một chậu nó rất là có nhiều giả, rất nhiều giả hành nhá. Đây này, nó như được cái kiểu cây hành của mình ấy. Về những cái hàng này này, về các bác lên sang chậu cho em, trồng sang chậu mới thì cho đất nó có phát triển này, những cuống hoa cũ từ năm trước này, nhiều chi chít luôn. Cái hàng này nữ hoàng bóng đêm thì nó nói hương nó tỏa về đêm, cho nên là người ta mới mệnh danh là được thuộc dòng nữ hoàng của bóng đêm nhá. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 100.000 một chậu. Như thế này. Siêu nhiều giả hành. Trong trường hợp các bác mua 3 chậu em miễn phí ship, và em đi đơn từ 2 chậu trở lên. Các bác mua 2 chậu thì vẫn cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nhá. Siêu thơm luôn này. Ban ngày nó còn thơm như vậy, đêm nó còn thơm hơn nữa các bác ạ. Đấy, nữ hoàng bóng đêm. Cái này có cây nó đang có nụ này. Mùa này bắt đầu nó ấy này này, nụ này này các bác nhìn này. Nhưng mà em bán hàng không nụ không hoa cho nó dễ nhá. Tại vì nhớ như chẳng, em cũng nó nhiều rồi, nó nhìn như này, nhìn nó khó nhìn lắm. Em không thể chọn được, về các bác lại bảo là sao bảo có nụ mà không có nụ, nhưng hầu như là nó có nhá. Nó không lên sớm thì nó sẽ lên muộn nhá các bác nhá. Em vừa về được một lô cát nhá, cùng có 5-6 màu. Đấy, em quay thêm cho các bác xem. Có cái chậu thì có cái loại là nhiều thân, loại ít thân. Nó phụ thuộc vào màu hoa nhá. Đống nào em để riêng ra đống đấy rồi đây. Nhà vườn họ đánh dấu màu, họ để riêng ra, em cũng để riêng ra để cho khách lựa chọn đây nhá. Em về được mấy màu này. Màu thứ nhất này. Đấy. Em cho các bác xem một số mặt hoa đây nhá. Có cây có mèo, có cây chưa có mèo nhá các bác nhá. Cam này, đỏ vàng. Đấy. Tím, trắng. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 300.000 ba chậu như thế này. Em bao ship về tận nhà cho các bác nhá. Chậu nhiều thân hay chậu ít thân thì nó phụ thuộc vào màu hoa nhá các bác nhá. Đây này, ví dụ đây là một màu hoa này. Đây là màu đỏ này. Màu đỏ thì nó sẽ ít thân này. Đấy. Đây em quay tiếp cho các bác xem. Màu cam này. Màu cam này nhiều thân này. Đấy. Vàng này. Tím này, có cây có nụ tím đỏ này. Có cây có nụ gì nhá. Em bán hàng là bán hàng chưa có nụ nhá các bác nhá. Đây là chẳng qua có một ít cây có nụ thì em mới có nụ có hoa, em để em làm mẫu cho các bác xem thôi. 300.000. 3 chậu em bao ship.